Những hành động đẹp của Lionel Messi là một cầu thủ được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng anh vẫn thường xuyên giúp đỡ và tham gia các chương trình từ thiện trên toàn thế giới. Thứ nhất, anh sẵn sàng quyên góp 1 triệu euro để chống dịch Covid. Và những năm đầu bùng dịch Covid thì mọi ngành nghề, kể cả là bóng đá, đều bị tê liệt. Nhưng với Lionel Messi, anh vẫn sẵn sàng chi ra 1 triệu euro cho bệnh viện Barcelona. Đây là một nguồn lực rất lớn để duy trì các vật tư y tế cho bệnh viện. Thứ hai, quyên góp và hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quỹ từ thiện đứng tên Lionel Messi đã huy động và số tiền mà quỹ đạt được là 3 triệu euro. Toàn bộ số tiền này đều được dành cho các nạn nhân trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba, bán đấu giá đôi giày mang cột mốc bàn thắng 644 của anh. Siêu sao người Argentina sẵn sàng tặng đôi giày này cho một tổ chức từ thiện để đem đi bán đấu giá và sử dụng toàn bộ số tiền này cho những chị em đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thứ tư, quyên góp 650.000 euro để tân trang bệnh viện tại quê nhà. Vào năm 2013, anh đã gửi một số tiền khổng lồ 650.000 euro để tân trang lại bệnh viện tại thị trấn Rosario. Khi dịch Covid bùng phát vào năm 2020, anh đã sẵn sàng gửi đi 50 máy thở để hỗ trợ cho bệnh viện điều trị những bệnh nhân mắc bệnh Covid.